Nido sẽ giới thiệu đến các bạn những bài viết chữ đẹp nhất trong chuyên mục Chữ đẹp nhi đồng với đề bài Chữ gì? Viết chữ xinh, nhận quà xịn. Thầy Đàm Lê Hà Giang, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo quận 9, đã nhận xét các bài viết kỳ này như sau. Chào các bạn của chuyên trang Chữ đẹp nhi đồng. Thời gian qua thì các bạn đã có nhiều tiến bộ hơn, chữ viết đã đúng hơn, đẹp hơn. Có nhiều bạn đã có sự sáng tạo trong các chữ hoa. Tuy nhiên thì một số bạn thì vẫn còn lỗi ở chỗ là đặt bút nè, nét thanh, nét đậm thì vẫn chưa đều nè, rồi độ cao con chữ thì vẫn chưa đảm bảo, nét phía trên, phía dưới thì vẫn còn là chưa có đẹp, chưa có đều, và đặc biệt á, là những cái nét nối vẫn chưa có mềm mại. Thì thầy hy vọng rằng trong thời gian tới các bạn sẽ tiếp tục rèn luyện để làm sao chữ mình sẽ càng đẹp hơn và sẽ gắn bó thật là lâu dài với chuyên gia Chữ đẹp nhi đồng nhé. Mẹo viết chữ đẹp. Cách viết chữ nhanh. Viết chậm là một hạn chế mà các bạn thường mắc phải khi rèn chữ đẹp. Chữ đẹp nhi đồng sẽ mách các bạn một mẹo để viết nhanh nha. Viết liền mạch các nét, tránh nhấc bút. Để làm được điều này, các bạn nên tập rây bút và li bút nhiều. Viết tất cả các hình nét cơ bản của các chữ cái trong một chữ, rồi mới đặt dấu theo trình tự, dấu phụ trước, dấu thanh sau. Đề bài tuần này, truyện Kiều. Ngày xuân con én đưa thoi, Thiều Quang chín chục đã ngoài 60. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Nguyễn Du. Hãy trổ tài viết chữ đẹp để có cơ hội làm một trong 10 bạn được nhận quà tặng từ nhãn hàng Điểm 10 nha. Bài tham gia các bạn gửi về Chữ đẹp nhi đồng, báo Nhi đồng, số 12 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.